Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Có bạn xem kênh YouTube của mình, bạn gửi hình ảnh như mọi người đang nhìn cho mình. Bạn hỏi là cam của nhà bạn như hình ảnh thì là bị làm sao và nó có rụng hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm video mình chia sẻ với mọi người. Mình cũng đã trực tiếp giao lưu với cả bạn. Thì bạn cũng bảo là nó cũng lây lan và nó rụng. Nhưng thực sự thì nếu như nó lây lan nó rụng thì là do lấm. Còn nếu mà nó không phải thì mọi người cứ để yên. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái video tổng thể để mọi người cùng nhau biết khi cái cam này nó hiện tượng như thế này thì nó bị làm sao. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người video. Thì nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn ra cái bị như thế này. Thì mình sẽ tổng thể với mọi người ba cái nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là do cây bị cơm nắng. Cái cành nó bị cơm nắng, nó sai quá, nó chiếu xuống nó cơm nắng thì nó bị vàng một nửa quả như vậy. Nó không sao hết mọi người nhé. Thì mọi người cứ để yên nếu như nó ở nguyên nhân này. Và nguyên nhân thứ hai đó là do cái quả nó bị biến đổi gen, nó không cạnh tranh được các chất dinh dưỡng thì nó với quả khác thì nó cũng tự nó bị vàng một nửa quả, thậm chí nó còn rụng. Nó là nó do sai quá, nó không cạnh tranh được các chất dinh dưỡng với quả khác thì nó cũng vàng, nó rụng. Và nguyên nhân thứ ba đó là do lấm bệnh thì nó phải có những biểu hiện đi kèm thì mọi người mới hạng phun thuốc lấm bệnh, không thì cũng tốn tiền phun. Nếu không biết cứ tưởng là lấm bệnh thì phun tốn rất là tốn tiền mọi người nhá. Thì trong cái mùa mưa này thì nó rất là hay bị nhầm lẫn mới lấm rồi là đủ các thứ, tại vì nó là mùa mưa ẩm thấp mà. Vậy nên là mình sẽ chia sẻ mọi người video để mọi người cùng nhau biết cách. Hy vọng là video mình chia sẻ cũng chỉ là cái tư liệu để mọi người cùng nhau tham khảo thôi mọi người nhá. Thì như mọi người đang nhìn đây, quả này có giống hình ảnh giống như bạn gửi cho mình không ạ? Đây là cây cam của nhà mình nhé mọi người nhé. Đây là vườn cam canh của nhà mình xen trong đấy. Đây mọi người nhé, mọi người nhìn có giống không ạ? Đúng như cái quả của hình ảnh bạn đã gửi cho mình nhé. Đó là nó vàng một nửa quả rồi. Mọi người nhìn, nhưng cái cành này nó sai mọi người nhé. Mọi người nhìn này, nó kín, quá kín như này, nó không có ánh nắng. Đây là mình nhâng ra rồi, nó còn lúc ấy nó còn đè lên như này cơ mọi người. Cái cành này nó còn chụp hẳn xuống dưới như này thì nó không có ánh nắng, nó lổi, nó xen vào thì nó làm cho cái quả này nó bị cơm nắng mọi người nhé. Nó thiếu cái sự quang hợp, nên là nó thiếu cái sự quang hợp ở ngay cái bản thân của cái mé quả này thì nó làm cho cái mé quả này nó không trao đổi chất được ở cái mé quả này, thì các diệp lục của cái quả này nó sẽ phải nhợt nhạt đi, cũng như kiểu con người chúng ta ở trong cơm nắng thôi. Đó là hiện tượng bình thường. Nếu như cam sai thì nó có những cái cành này nó quy định, cành khác nó không bị, nhưng cái cành này nó kín hơn, nó cớm hơn thì nó nằm trong sâu thì nó bị như này mọi người. Đúng như hình ảnh của bạn gửi cho mình không ạ? Đây đọ luôn ở trên hình ảnh, mọi người có nhìn có giống không ạ? Đúng như hình ảnh mọi người bạn gửi cho mình mọi người nhé. Đó thì là cái cây cam của nhà bạn nó bị cơm nắng thôi, thì bạn không phải phun thuốc gì cả mọi người nhé. Mà bạn cứ để yên cho mình, không phải tốn tiền phun thuốc làm gì. Đó là do cái bị cơm nắng như nhà mình thôi. Đó, đó là mình chia sẻ với mọi người cái nguyên nhân thứ nhất, đó là do cái cơm nắng thì mọi người để yên. Và nguyên nhân thứ hai nó là do bị thiếu chất dinh dưỡng, nó cạnh tranh, nó không đủ các chất dinh dưỡng để nó cạnh tranh với các quả khác thì nó gây ra vàng, thì nó cũng vàng một nửa quả và nó sẽ rụng. Nhưng ở cái biểu hiện của cái cạnh tranh chất dinh dưỡng này là cái quả nó sẽ mềm mọi người nhé, hoặc nó vẫn nó cứng nhưng mà nó sẽ rụng. Đó là cái biểu hiện của quả và nó chỉ lác đác ở cái cành đấy thôi chứ nó không rụng cả một cành nhé mọi người nhé. Đó là cái biểu hiện của cạnh tranh chất dinh dưỡng. Còn nó bị lấm thì là nó phải rụng hàng loạt luôn. Ví dụ như cái cành này, đơn giản nhất cái cành này mọi người nhé, nếu như là nó là bị lấm, nhà mình nếu mà bị lấm thì mình tin chắc là xin chia sẻ mọi người là nó sẽ rụng hết cả một cái chùm này luôn. Đó là cái lấm thì biểu hiện là nó sẽ rụng và quả nó thâm đen. Đầu của cuống quả này thì trong video mình đã chia sẻ rất là nhiều các dòng thuốc để phun. Thì mọi người vào mọi người xem những video mình chia sẻ với mọi người để những dòng thuốc phun. Thì mình chia sẻ với mọi người sơ qua ở trong cái đợt này thì mọi người phun những cái dòng thuốc như lấm, đó là như thằng xẻ co nó trị về lấm cuống quả cực tốt, hoặc là Zizumin mọi người nhé. Thì mọi người phun vào trong cái giai đoạn này thì phun thằng xẻ co, hoặc là những cái hoạt chất nó có đi phetoron đó mọi người, để nó tẩy sáng mã và đẹp quả luôn. Thì đợt này mình cũng sẽ bắt đầu mình phun tiếp tục đây mọi người nhé. Đợt này là đợt để phun rồi đây mọi người. Thì mình chia sẻ với mọi người như bạn hỏi là có nguy hiểm không, thì mình chia sẻ với bạn thì bạn tìm hiểu thật kỹ biểu hiện của lấm thì như thế nào, và mình cũng đã chia sẻ và biểu hiện của cái cạnh tranh chất dinh dưỡng như thế nào mình đã chia sẻ rồi, là cái
do cái biến đổi gen thì bạn nó nằm ở trong nguyên nhân nào thì bạn khắc phục ở cái nguyên nhân đấy mọi người nhé. Quan trọng nhất là lấm, thì bạn nếu có lấm thì bạn phun, còn không thì thôi bạn đừng phun, thì bạn chỉ phun thằng xẻ co để cho nó tẩy sáng mã, cho nó đẹp quả để cho dễ bán thôi mọi người nhé. Đó, cộng theo là các biện pháp cho ăn như bây giờ thì mọi người vẫn có thể thúc cho ăn mọi người nhé, dòng 15-15 hoặc 17-17. Có thể là mọi người sẽ vãi thiên về cái thằng kali giúp cho nó ngọt quả. Đó là cái hữu nghị hoặc là giao huy mọi người phun để cho nó ngọt quả, và mọi người phun bên trên những cái dòng như kali carbonat hoặc là vi lượng rồi các axit amin, mọi người nhớ cộng axit amin và cộng sữa để mọi người phun để dưỡng quả, dưỡng cây mọi người nhá. Hy vọng rằng video mình chia sẻ hôm nay nó chỉ ngắn gọn có mấy cái nội dung vậy thôi. Mong mọi người xem, mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Có những ai mà mới làm vườn chưa biết gì thì thực sự thì có những cái gì mình biết thì mọi người hỏi, mình sẽ sẵn sàng mình chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng kênh của mình cũng như là video của mình chia sẻ có thể giúp ích được mọi người. Mọi người xem, mọi người nhớ cho mình một like cũng như là ấn nút đỏ đăng ký phía dưới để mọi người sẽ nhận được sớm nhất những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Và đến đây mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.